đề xuất xây cầu Vạm Thuật hơn 1.100 tỷ kết nối hai quận ở thành phố Hồ Chí Minh. Cầu Vạm Thuật có tổng mức đầu tư khoảng 1.136 tỷ đồng được đề xuất xây dựng để kết nối quận 12 với quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng chiếm phần lớn tổng mức đầu tư với khoảng 807 tỷ đồng và chi phí xây dựng khoảng 329 tỷ đồng. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị thành phố Hồ Chí Minh vị trí cầu Vạm Thuật được đề xuất xây dựng tại km 30+950 của tuyến kênh Tham Lương Bến Cát rạch nước lên, đang là kênh hở chưa có công trình cầu. Phía bờ phải của cầu thuộc phường 13 quận Bình Thạnh, hiện kết nối trực tiếp với đường Đặng Thùy Trâm, trước kia là đường trục. Phía bờ trái thuộc phường An Phú Đông quận 12 hiện chưa có đường giao thông hiện hữu, chỉ có tuyến đường Vườn Lài kết nối theo quy hoạch. Dự kiến cầu Vạm Thuật sẽ được xây dựng với kết cấu bê tông cốt thép quy mô vĩnh cửu, mặt cắt ngang cầu nhịp thông thuyền rộng 20m với 4 làn xe cơ giới, hai dãy an toàn rộng 0,5m, lề đi bộ hai bên rộng 2,5m, đường kết nối cầu có chiều rộng 40m. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 1.136 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng là 807 tỷ đồng, chi phí xây lắp 329 tỷ đồng. Theo ban hạ tầng, vị trí xây dựng cầu Vạm Thuật phù hợp với các đồ án quy hoạch đô thị đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt như quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu 4 phía Nam phường An Phú Đông quận 12 được thông qua vào năm 2013 và quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị khu dân cư Bình Hòa phường 13 quận Bình Thạnh đã được phê duyệt vào năm 2009. Tuy nhiên, để hoàn thành dự án cần thời gian thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý liên quan đến bồi thường và giải phóng mặt bằng, đặc biệt là tại quận 12. Phần lớn kinh phí sẽ được sử dụng để giải phóng mặt bằng tại quận 12, nơi đường dẫn lên cầu chỉ mới được quy hoạch và chưa triển khai xây dựng. Dự kiến thời gian hoàn thành toàn bộ dự án bao gồm giai đoạn chuẩn bị và thi công giải phóng mặt bằng sẽ kéo dài 36 tháng. Ngoài cầu Vạm Thuật, trước đây chủ đầu tư dự án kênh Tham Lương Bến Cát rạch nước lên cũng đã đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố bổ sung nhiều công trình trên tuyến nhằm đảm bảo phát huy hiệu quả đầu tư của dự án. Cụ thể là bổ sung thêm các hạng mục cầu giao thông dọc theo kênh, ví dụ như là cầu Đá Hàng quận 12, tổng vốn dự kiến khoảng 119 tỷ đồng, cầu giao thông băng qua kênh cầu Hồng Ký nối quận Bình Tân với huyện Bình Chánh, tổng vốn dự kiến là 643 tỷ đồng. Cầu ở khu vực đường M1 khu công nghiệp Tân Bình là cầu dân sinh thuộc phường Bình Hưng Hòa quận Bình Tân. Hai cầu đi bộ ở quận Bình Tân và tại một cầu đi bộ tại công viên văn hóa quận Gò Vấp. Đây là cầu đi bộ bắc từ công viên văn hóa quận Gò Vấp qua phía bên quận 12.